yêu một người không sai. Cái sai là đã trao cho ai đó quá nhiều tình cảm, để cho họ nghĩ rằng dù có đối xử với mình như thế nào thì mình cũng sẽ không đủ can đảm để rời bỏ họ. Khi một người đổi thay, lỗi không phải hoàn toàn do họ. Chẳng phải mình đã quá nuông chiều, quá tin tưởng, quá tự tin và quá yếu mềm, nên họ mới không trân trọng tình cảm của mình bằng mọi giá hay sao? Yêu một người không sai. Cái sai là vì yêu người đó lại khiến bản thân trở thành một người khác. Sau này khi nhìn lại, thấy mình đã đổi thay quá nhiều, từ thói quen đến tính cách. Rốt cuộc, điều đáng sợ nhất chính là đánh mất bản thân mình chỉ vì muốn làm vừa lòng một ai đó, để rồi cuối cùng họ vẫn ra đi.